ta biết cầu nguyện cho tất cả các gia đình, nhất là những gia đình đang hiện diện nơi đây, được sống trong ấm êm, được sống trong hạnh phúc. Các em cầu nguyện cho các bạn trẻ được chọn đời yêu thương nhau. Khi ta biết đâu trong thánh lễ để tạ ơn Chúa, các em chúng ta cùng tham dự và chứng kiến một đôi bạn trẻ hiện tử định hôn nhân. Anh ta đi lên quan cố và chị Maria đưa vào đức. Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh chị được sống trong năm hạnh phúc, được sống trọn đời yêu thương nhau. A tree, God didn't think they deserved it.
He taught them, he taught them pride, gave them a leaf, made them hide. Let's push their stories aside. You know the origin is you. Xin chân thành cảm ơn sự đón nhận của Hoa Nhà Gái. Một lần nữa, tôi cũng xin kính chúc cho hai cháu luôn luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa. Và đặc biệt giữ những cái lời hứa trong buổi lễ tuần cha xứ đã ban bố đích hôn phối trong năm qua. Xin đặt lòng không ơn trước trời biển này để đền đáp lại
chúng con sẽ hết sức sống trọn nghĩa vợ chồng như Chúa dạy. Theo hư gia các nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành trả công cho cha mẹ.